Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ đến với cái bé rồng siêu tốc nha mọi người. Con này tốc độ chạy thì khá là ghê gớm nha. Các bạn nhìn dưới chân của bé ấy nè. Đó, ôi chà, đầu dài nhìn cực kỳ chất lượng luôn ha. Hiệu ứng thì khá là dễ thương nha các bạn. Đó, đưa hai chân lên để gọi là thể hiện cái sự là dễ thương của mình ha. Ở đây build này sẽ có là 4 chiêu. Chiêu đầu tiên sẽ là tuyệt chiêu điện, thứ hai sẽ là tuyệt chiêu gió, thứ ba là chiêu hỗn loạn, và chiêu cuối cùng của anh em mình sẽ là tuyệt chiêu quyền thôi nha. Thành viên này thì có cái gì đặc biệt ngoài cái tốc độ chạy? Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm sức mạnh của các bé yêu này nha mọi người. Tới công chuyện luôn. À, và HNT thì có nhận mở cái gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở những cái gói VIP trong game thì các bạn có thể liên hệ với mình nha. Mình nhận mở và cái giá thì cái giá trong game nha mọi người, kèm theo một ít phí nữa ha. HNT mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên anh em không có lo nhà phát hành ban nick là sẽ khóa nick của các bạn nha. Với lại đó là mình cũng có bán những cái nick Dragon City khá là xịn sò cho các bạn luôn. Mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình, đó chính là trang hntchannel.com nha. Các bạn cứ việc ghé vào website của mình và lựa được cái nick nào thì các bạn cứ việc inbox trực tiếp với mình qua Facebook nha. Rồi, vì cái tựa game này thì mình thấy có nhiều bạn bị scam hoặc là bị lừa đảo đó. Vừa mất tiền mà không có nick để chơi hay là mua bán những cái chỗ là không uy tín đó, thì anh em mua bên mình đi cho nó an toàn nha. Đó, còn bây giờ thì anh em mình sẽ đi giao lưu nhẹ với cái thành viên cute này nha mọi người. Thành viên này thì các bạn thấy nè. Đó, đôi chân né điện liền, nhán nhán đủ cái kiểu. Wow, hồi ôi hiệu ứng cực kỳ cuốn luôn các bạn à. Wow, nó di chuyển rồi là xuyên người. Đó, một cái màn gọi là trình diễn khá là thú vị nha. Ôi chà, thể hiện xong là bị bế luôn rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với đó là bế cái chiến binh Kitsu này cái đi. Anh em mình bây giờ dù sao cũng chưa mất giọt máu nào hết trơn ấy. Giờ thì mình bắt đầu mình ôi, nó hiện cái chiêu mid có nghĩa là anh em mình không bị mất máu đấy chứ hả. Lượng sát thương đang được tăng gấp đôi. Wow, 107.000. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cũng đừng quên để lại cho HNT một lượt đăng ký, cũng như là like nhẹ video hồi cho HNT Channel nha các bạn. Hôm nay là năm 2024 rồi nha. Anh em mình đã bắt đầu qua một cái năm mới các bạn ơi. HNT cũng chúc mọi người nha, gọi là có rất nhiều sức khỏe nè. Đó, hạnh phúc, với lại là chúng ta gọi là tiền vô như nước nha. Đó, có dư thì nhớ ủng hộ cho HNT Channel nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đi giao lưu nhẹ nha mọi người. Lượng sát thương anh em mình sẽ được tăng gấp đôi, và cái này là giật đam liên hoàn nữa. Nó nhồi lên được tầm khoảng là 89.000 nha. Wow, tốc độ di chuyển nhìn cái con này hơi bị kết luôn đó các bạn à. Nhưng mà ở đây thì anh em mình bế nhẹ cái con này trước cái đã. Lượng đam tăng lên 142% và cũng hơi khoai hen. Đi du lịch luôn. Bây giờ là đến bé điện ra thể hiện này các bạn ơi. Tiệt chiêu quánh rồi là xiên người. Y xíu. Nó quất một phát một luôn các bạn ơi. Ôi, tay bạn y chang mình luôn cơ. Ôi, bé này còn ghê hơn nữa chứ. Khi mà hai bé điện gặp nhau rồi giao lưu nhẹ luôn. Ây cha, di chuyển tốc độ tia chớp luôn ha. Wow. Ui cha, anh em mình bị bế rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ thì phải nhờ đến thành viên gọi là trùm cuối của chúng ta ra để thể hiện nha mọi người. Đây, tuyệt chiêu lá luôn. Victory, một chiến thắng nhẹ nhàng nữa ha. Bây giờ sẽ đến với các bạn level là 151. Mình thì hơi bị kết cái thành viên cute này rồi đây. Rồi đầu tiên thì thể hiện nhẹ. Chạy một phát một, tạo ra một cái cơn lốc xoáy. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu quyền thoại đi. Chiêu quyền thoại này nó sẽ ép tên bạn xuống. Ui chà, bây giờ là bắt đầu chơi tuyệt chiêu đặc biệt nè. Hồi máu đại pháp liền nè. Đó, full máu. Rồi chỗ này thì anh em mình sẽ nhây nhẹ với tên bạn. À đúng rồi, sát thương nhân 2 luôn. Tới công chuyện luôn. Rồi bé điện bắt đầu ra thể hiện nè. Nhìn cái hiệu ứng này là hơi bị cuốn luôn đó các bạn ơi. Di chuyển tốc độ ban thờ anh em mình làm chậm để gọi là nhìn được cái hiệu ứng của bé ấy nha. Chứ nó chạy thiệt tình là rất là nhanh. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu VIP luôn. Há gục, ui trời, vẫn chưa hạ được đối thủ luôn đó hả. Dấu ấn rồng xanh. Wow, bơm một cái lượng máu kha khá về nha. Rồi, sương sương thì anh em mình cũng win. Chỗ này thì chúng ta nghĩ nhẹ coi đang có cái Advent. Ui. Tiếp theo thì đến với khu vực West nha mọi người. Ở khu vực này thì anh em mình sẽ được đại chiến. Cái này được vào không? Ôi, đổi. Thành viên, ơi chết chưa, bé điện đó mình quên cái tên của nó là cái gì rồi. À, con điện thường thường nó có cái chữ E đúng không? Với lại là con đó là Legend. Đó, với lại nó sẽ có chiêu điện. Đường nào nó cũng phải có cái chiêu điện với chiêu huyền thoại đúng không? Rồi, để anh em mình kiếm vậy cho nó dễ nha. Nó trốn đâu rồi? Là bé yêu của mình nó trốn kỹ quá các bạn ơi. Mò gọi là kiếm không ra luôn. Hay là nó qua rồi mà mình không thấy. Do anh em mình có quá nhiều rồng các bạn. Thiệt tình là đi kiếm một con rồng nó cũng căng nữa. À nó nè. Ý. Trời ơi, để sẵn ở đây rồi mà nãy giờ đi kiếm mới căng. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là cái khu vực này nha. Khi mà có bé yêu này thì anh em mình mới quậy ok được. Đó, ra thể hiện liền. Chạy một phát rồi là xuyên tường. Điện phóng rồi là tùm lum tà la mà te le. Tưa lưa luôn. Rồi một mình cân 3. Khá là nhẹ nhàng luôn ha. Lướt nhẹ mà tên bạn dính điện là nó lên dễ liền à. Chỗ này thì anh em mình tới công chuyện luôn ha. Rồi rồi, bé yêu đâu? Tiếp tục thể hiện khả năng của mình nè. Hôm nay em ấy gọi là chiếm sống hơi bị nhiều ha. Đó, cân gọi là sạch sẽ luôn. Wow, 30 mấy ngàn một hit ha. Quên như vậy cũng rất là ok rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là để coi coi. Ui, mấy cái bé này. Rồi, chiêu hỗn loạn cái coi. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với chiêu huyền thoại cái coi. Ngon lành nha. Rồi, lần này thì đến với là tuyệt chiêu gió. Đó, để gió cuốn đi đồ. Victory. Ổn áp nha mọi người. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực Arena đi. Hôm nay gọi là giao lưu nhẹ. Nhưng mà bé yêu không có chiêu điện thì không được vào đây hả ta? Rồi, chỗ này thì... kèo này cũng hơi khoai nha. Ở đây thì anh em mình sẽ có ma cà rồng băng nè. Thành viên Titan ma cà rồng. Ôi, vàng rồng của tên bạn thì mình thấy cũng khá là chất lượng ha. Vô kèo liền. Thấy cái kèo này là cũng tạm ổn. Anh em mình đầu tiên sẽ sử dụng tuyệt kỹ gọi là lụm nha mọi người. Một hit là hạ được một con rồi. Với cái tuyệt chiêu lấy máu tăng đam đến từ nhân vật ma cà rồng băng nha. Rồi tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là dòng Titan đúng không? Đầu tiên phải phá được cái bộ giáp của Titan. Sau đó anh em mình mới tấn công vào trong được. Ây, hơi khoai. Rồi lần này thì sẽ đến với tuyệt chiêu tuyệt chiêu huyền thoại. Kéo thêm cái nữa. Chơi trò hút máu dành hả? Cũng gắt dữ ha. Hồi xin trở lại thêm một lần nữa nè. Wow, tới công chuyện luôn các bạn ơi. Thành viên cuối cùng của tên bạn. Chắc có lẽ là mình phải nhờ tuyệt chiêu hút máu đại pháp của ma cà rồng băng đi. Đại dòng ma cà rồng thì con nào nó cũng có khả năng hút máu hết nha mọi người. Còn cái tuyệt chiêu thứ hai này là tùy mỗi em nha. Mỗi con nó sẽ có cái hiệu ứng khác nhau. Ở cái bé băng này là nó sẽ lấy máu tăng đam. Còn ở cái nữ hoàng ma cà rồng thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có giật đam liên hoàn. Giật lên tới 6 lần nha. Lượng sát thương phải nói rất là ấn tượng luôn. Rồi, khu vực này anh em mình sẽ giao lưu nhẹ với thành viên Titan ma cà rồng nữa đây. Kèo này thì mình thấy hơi khoai nha. Ép, định ép nhẹ tên bạn nhưng mà nó có cái giáp của Titan. Về cái giáp thì các bạn biết rồi đó. Anh em mình phải dùng mọi cách để có thể phá cái giáp của tên bạn. Chứ cái bộ giáp là nó hơi bị gắt luôn á các bạn. Wow, giao lưu nhẹ với tuyệt chiêu hút máu đại pháp nha. Cố lên coi nè. Ây, không phải chứ. Oh my god. Ôi, đùa với tên bạn tí mà nó đẩy mình đi du lịch xa bờ vậy luôn á hả? Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là... Để coi coi. Ôi, con này một mình nó mà nó gánh cũng ghê nha. No dam, không gây sát thương được cho anh em mình. Rồi, ở đây thì anh em mình phải phá được cái giáp. Ôi, nó chơi trò hút máu đại pháp với mình luôn. Có một cái độ gọi là lầy lội không hề nhẹ nha. Wow. Ôi, 120 mấy ngàn nha mọi người. Tình hình này là thấy hơi bị hiu rồi đó. Ây cha, căng quá nhờ. Lắm, bây giờ con này nó còn được tầm khoảng 37 ngàn máu. Ôi. Có một cái độ gọi là hồi hộp không hề nhẹ nha. Rồi, Victory các bạn à. Thằng này hy sinh một con thôi. Tính ra là cũng rung lắm luôn đó nha. Tiếp theo thì anh em mình đến với là cái tem. Ây chà, nhìn cái tem kia nó cũng hơi bị gắt. Sau 7 coi như là 3 level nữa là maximum level 70 rồi. Con này thuộc dòng là Heroic luôn. Lưỡi hái. Ui chà, nó gắn thêm cái lưỡi hái tử thần nữa. Lậm nhẹ. Đầu tiên thì wow, 220.000. Lấy máu tăng đam thì cái này cũng tạm ổn. Bây giờ mình chơi trò hút máu thêm cái nữa. Wow, để coi coi. Con này nhìn cũng đẹp phết nha. Đôi cánh bay rồi là rất là chất lượng luôn đó. Thành viên tiếp theo thì... Ui chà, bạn này hơi giàu nha. Thấy xương xương thêm cái lưỡi hái đây nữa rồi. Cái gì căng vậy hỡi, nó quýnh con bên trong của mình các bạn à. Cây nhờ. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là thành viên cuối cùng của tên bạn. Con này đang 3 sao. Hồi ôi, lượng đã 100 mấy chục ngàn. Gắt thế. Ôi chà, rồi. Tên bạn mà không có sát thương nhân 2 thì nó không là vấn đề các bạn. Còn khi mà tên bạn nó đam nhân 2 thì anh em mình hơi bị căng ấy. Chỗ này thì chúng ta dù sao cũng ép được tên bạn rồi ha. Victory nè. Đó, em ấm luôn. Ui, macaron gone. À, các bạn biết rồi nha. Dòng macaron thì nó khá là đặc biệt ở cái chỗ đó chính là cái khả năng gọi là bơm máu đại pháp của nó. Nó bơm rất là ác chiến luôn. Đầu tiên thì chơi từ chiêu lấy máu tăng sát thương cái nè. Ui, một hit thôi là bế được rồi. Thú vị đấy. Ôi cha ơi, nó bơm máu cơ. Máu mà nó bơm như phim vậy. Ôi, rồi, được. Chỗ này anh em mình ráng kéo nhà thành viên này thêm cái nữa luôn. Macaron gone. Rồi, kèo này thì anh em mình sẽ lấy máu. Ui, không ổn các bạn ơi. Sát thương nhân 2. Bé gôn này nó hơi bị lợi hại nè. Ôi, 140 mấy ngàn luôn. Đam như vậy là khá là gắt rồi. Ây cha, ôi 100. Ôi, sát thương tăng 90% các bạn ơi. Chơi cái này là hơi bị căng đấy. Rồi, thành viên chùm cuối của team bạn level là 55. Ở đây thì các bạn sẽ thấy nó là 3 sao nha. Hút máu cái. Ây chà, hơi gắt. Lấy máu tăng sát thương. Không đủ đau anh em ơi. Wow, hơn là tên bạn nó mới level 55 thôi. Chứ nó mà khỏe hơn là mình đắm đuối rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ là anh em mình sẽ đổi rồng. Ôi, lần này xuống tới chiến binh Kisun hay là bé này đi. Tới công chuyện nữa luôn. Với nhẹ thử đội hình của tên bạn. Lưỡi hái. Ây chà, gắn cái lưỡi hái là thấy kết rồi đó. Quỳ Lan. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với là wow, macaron băng anh em mình giật lên tới là 439.000 nha mọi người. Một cái lượng máu khá là khủng lồ luôn. Sát thương còn được tăng gấp đôi nữa. Ây, ôi ổn áp quá. Rồi, chỗ này thì đến với bé level 55 Victory nha. Ngon lành cành đào liền. Rồi, ở đây anh em mình được là 7.753 rồi ha. Anh em mình cố gắng rồi là leo lên các bạn ơi. Sát thương X2. Ôi, kèo này thì anh em mình sẽ đến với là wow. Cổ... Ôi, trà lên dĩa nữa rồi. Một hiếp. Đó, ấm êm luôn nha. Rồi, thêm một cái nữa luôn. Victory ha. Qua cửa nhẹ nhàng nha mọi người. Ok, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho chúng ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho HNT Channel nha. Rồi, và ở đây thì hiện tại đang có bán ống nghiệm luôn nha. Anh em nào đang cần mua những cái mảnh rồng thì các bạn cần có ống nghiệm á. Đó, anh em thì mua bên mình thì ok ha. Ráng ủng hộ bên mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.